sau khi tôi có khả năng hoàn tiền gấp đôi. Đầu tiên là nạp 200 triệu đồng, quản lý bộ phận nạp tiền run rẩy ngây người. Từ lúc mới thành lập đến nay, chưa bao giờ có giá trị lớn như vậy. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là, sau khi nạp tiền, một đồng tiền ảo cũng không tiêu. Đó là lý do tại sao tôi nhận được 400 triệu đô la tiền mặt. Cảm thấy rất đau lòng, mất khoảng 200 triệu, vậy mà chỉ đổi được 2 tỷ tiền ảo vô dụng. Tôi muốn chính quyền trả lại tiền cho tôi, nhưng tôi biết là không thể. Vì điều kiện tiên quyết là trẻ vị thành niên. Nhưng giờ thì tính đi, đó là một ân huệ lớn, dù sao thì thẻ ngân hàng của tôi bây giờ là 400 triệu đô. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy tôi nhớ rất rõ, đêm qua, trong giấc mơ, tôi đã kết hôn với một người phụ nữ. Đám cưới đó tôi đã tiêu tốn hàng trăm triệu đô, trở thành đám cưới sang trọng nhất thế giới, nhưng bất đắc dĩ là tôi không thấy mặt cô dâu, đang định đi xem thì bị đồng hồ báo thức đánh thức. Có lẽ là vì hôm nay phải đi nâng tạ. Tôi hơi phấn khích, dụi dụi hai mắt, trực tiếp không chút do so dự bỏ dậy. Sau tất cả, tôi có thể tiêu hết số tiền đó. Hệ thống mỗi ngày có 400 triệu chờ ta đi kiếm đây này. Lúc này tôi đến một ngân hàng, tôi đến quầy, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng qua, "Hãy nâng cấp trên thẻ của tôi. Hạn mức chuyển tiền và chi tiêu." Thấy tôi chỉ là một thẻ bình thường, nhân viên phục vụ muốn nói bao nhiêu thì nói. Tôi đang có tâm trạng tốt, rất lịch sự, "Cô xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nâng hạn mức tôi bấy nhiêu." Nhưng mà nhân viên phục vụ vừa nghe nhất thời không vui. Dây tiếp theo Cô ta lúc này đối với ta rất là không kiên nhẫn nói, "Cái gì gọi là có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu? Anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng, đừng làm chậm trễ người phía sau." Tôi liền nhìn lại, phía sau lại không có một bóng người. Dù sao thì giờ làm việc cũng sớm, làm sao có thể có người? Nhất thời chân mày của ta liền nhíu chặt, sau đó lạnh lùng nói "Nâng cho ta 100 triệu." Nhân viên phục vụ nghe tôi nói xong, sau đó vẻ mặt ngu ngốc nhìn về phía ta. "Anh có chắc là anh muốn nâng hạn mức 100 triệu không?" Tôi nói thẳng là cô không nghe nhầm đâu. Tôi muốn nâng hạn mức đến 100 triệu. Phục vụ nghe vậy rốt cục cười ra thanh âm. Cô ta cười cùng một lúc, đồng thời nói với một phục vụ khác. Cô có nghe không? Hắn nói hắn nói muốn nâng 100 triệu. Rõ ràng là một tấm thẻ bình thường. Còn vọng tưởng tăng hạn mức 100 triệu. Thấy cô ta cười suốt, mặt ta lạnh đến cực điểm. Vì vậy tôi ngay lập tức, trực tiếp hướng cô ta mắng một câu cười mẹ ngươi bức. Lần này nhân viên phục vụ trực tiếp liền xù lông. Đúng rồi, hét lên đi, thằng khốn, giả vừa làm gì ở đây? Nếu anh thật sự trâu bò như vậy, sao không tạo một thẻ siêu vip? Đột nhiên, ngay lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào sảnh. Không đợi tôi mở miệng, nhân viên phục vụ kia liền trực tiếp giải thích với hắn. Sau khi nghe lời khách hàng, sắc mặt người chủ quản kia lập tức đen lại. Dịch vụ khách hàng của chúng tôi nói đúng, thẻ của bạn là thẻ ngân hàng thông thường, vì vậy không thể tăng mức phí chuyển khoản. Nghe họ nói vậy là vô lý, tôi không nghĩ mình cần phải lịch sự với họ. Khóe miệng tôi lạnh ngắt. Nói thẳng là tôi cũng không quan tâm tới. Ngay bây giờ, lấy hết tiền trong thẻ của tôi ra ngay. Nói xong, tôi cũng đưa thẻ ngân hàng trực tiếp cho nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, khi cô ta đi đến máy ATM, quẹt thẻ, người phục vụ kia ngay sau đó sững sờ tại chỗ. Cái quái gì thế này, có đến 400 triệu. Lúc này người quản lý tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp, cho nên lúc này hắn chuẩn bị bắt đầu làm chuyện của mình. Nhưng hắn không ngờ vừa đi được vài bước đã có người gọi hắn. Người phục vụ ấp úng Nửa ngày không nói rõ, giám đốc này vốn có một tia không kiên nhẫn. Bây giờ nhân viên phục vụ này lập tức làm cho hắn khó chịu. Cô có thể nói rõ cho tôi biết được không? Bị xếp của mình quát như vậy, khách hàng thử trước, nhưng sau đó lập tức biểu thị. Trong thẻ của anh ta có 400 triệu đô. Lời vừa nói ra, vị chủ quản kia lập tức trừng to hai mắt. Lúc này hắn cũng trở nên ấp úng. Cô nói gì? Nói lại đi. Nhân viên phục vụ hít một hơi thật sâu ngài quản lý. Để tôi nói cho anh biết, trong thẻ có 400 triệu đô lúc này ta đang ở tứ tiếu phi tiếu nhìn hết thảy. Đồng thời còn vẻ mặt nghiêng ngẫm mở miệng cười nói, lấy nó ra cho tôi, tôi đang vội, vừa nghe câu này. Người quản lý kia sắc mặt trong phút chốc nghẹn đến đỏ bừng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng nói được một câu, thưa ngài. Ông có thể đừng lấy nhiều như vậy được không? Tôi nghe vậy ha ha cười, tôi có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Có cần hỏi ý kiến của anh không? Lời nói này hướng về hai người bọn họ cùng nói. Hai người này từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh. Tôi muốn họ sợ tôi, tôi không chút lưu tình, mau rút tiền cho tôi. Vừa rồi không phải các ngươi khinh thường ta sao? Cho nên các ngươi nghĩ ta sẽ nể mặt các ngươi sao? Lời nói của tôi khiến giám đốc kia toát mồ hôi lạnh. Đừng nói là 400 triệu, cho dù là 100 triệu cũng phải chuyển sang chi nhánh khác. Đồng thời, trong văn phòng thống đốc, một gã trung niên mập mạp, khi không có việc gì thì theo dõi camera, trùng hợp một màn này bị hắn nhìn thấy. Tôi có 400 triệu trong thẻ ngân hàng, nhưng tôi không vui. Bởi vì khi tôi tăng hạn mức chuyển khoản, giám đốc ngân hàng không để ý đến tôi. Tôi đã rất tức giận vì điều đó, hôm nay ta phải rút hết 400 triệu này. Không ngờ ngay lúc đó ông chủ tịch vừa đến trước mặt tôi là một cái cúi chào 90 độ. Dù sao, nếu anh ta không thường xuyên theo dõi camera, có lẽ đến bây giờ cũng không biết đại sự này. Tôi tại thời điểm này thật sự không muốn kết thúc như vậy. Hai nhân viên của hắn mắt chó nhìn người thấp quá nghiêm trọng. Giám đốc Lý Trường Minh thấy tôi có chút do dự. Nhất thời liền hiểu được, lập tức biểu thị ngài yên tâm, hai người này ngân hàng chúng tôi sẽ không bao giờ thuê. Đồng thời, để thể hiện sự chân thành của tôi với hứa tiên sinh, tôi sẽ lấy tấm thẻ của ông, nâng cấp trực tiếp lên thẻ vàng đen. Những lời này trực tiếp khiến ta lâm vào trầm tư. Thành thật mà nói, tôi có thể giữ 400 triệu này ở bất cứ đâu. Nhưng người ta đường đường là chủ tịch thành ý như vậy. Tôi cũng ngại từ chối, và rồi tôi gật đầu. Nhìn thấy tôi như vậy, giám đốc ngân hàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh ta tự mình làm việc cho tôi, ra khỏi ngân hàng đã là giữa trưa, sau khi giải quyết xong vấn đề này, tôi sẽ đi kiếm tiền. Đi được hai bước thì tôi gọi một chiếc taxi lại. Tôi nói tôi muốn đến trung tâm hội nghị phía Bắc, tài xế taxi xứng sở, sau đó. Sau đó hắn liền nói tiểu tử cũng là đi xem triển lãm xe sao. Triển lãm xe hơi lần này không giống như trước đây. Chiếc xe đắt nhất thế giới có giá 50 triệu đô. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng nơi, lái một chiếc xe 50 triệu thì tuyệt vời biết mấy. Trả tiền ngay sau khi xuống xe, ở đây đầy người, nhưng hơn thế nữa. Hầu hết trong số họ là một người đàn ông với một số phụ nữ. Giới thiệu về những chiếc xe, tôi đi thẳng đến quầy trưng bày xe thể thao Koenigsegg. Phải nói là chiếc xe này rất sáng mắt, toàn bộ thân xe được làm bằng kim loại, cảm giác đường nét hoàn hảo, chỉ cần nhìn một cái là tôi đã thích rồi. Tôi lập tức, không chút do dự đi về phía một nhân viên. "Hãy bán cho tôi chiếc xe này ngay lập tức." Nhân viên kia tại chỗ phát ra một đạo kinh hô, không chỉ hắn, ngay cả người một bên đi tới, nữ phát thanh viên nổi tiếng trên internet đang phát sóng trực tiếp theo nhận thức của mình, cô ta cảm thấy chiếc Koenigsegg này không thể bán được. Ngày hôm qua đã có rất nhiều người đến hỏi thăm. Sau khi biết được giá, cả đám đều lắc đầu tiếc nuối rời đi. Muốn mua chiếc Koenigsegg này, nó có thể có giá hơn 50 triệu. Bởi vì nếu bạn muốn mua chiếc xe này, bạn phải sở hữu 3 chiếc Nasheck đứng tên mình. Chuyến này nếu dưới 80 triệu đừng nghĩ nữa, thời điểm này. Nhân viên nhìn chầm chầm vào tôi, thưa ngài, ngài thật sự muốn mua nó. Ta nhất thời gật gật đầu, cảm giác thật kỳ lạ tôi đã nói là tôi sẽ mua nó mà phải không tôi thấy hơi buồn chính vì cái gật đầu của tôi phòng truyền hình trực tiếp của trương tiểu ninh lập tức nổ tung người phát sóng nói nhanh lên sẽ có người mua chiếc coenix set đó à có thật không trong lúc nhất thời khu bình luận tất cả đều là của trương tiểu ninh vì điều này cô ta lấy lại tinh thần trong nháy mắt lập tức đối với ông kính trả lời bên này có người nói hắn muốn mua nó nhưng tôi nghĩ cuối cùng anh ta sẽ không mua lúc trương tiểu ninh nói chuyện trên mặt hiển nhiên hiện lên một tia hoảng hốt. Cô sở dĩ nói như vậy kỳ thật là có nguyên nhân, cô ta đã đặt cược trước khi phát sóng, ai muốn mua chiếc xe này, cô ta sẽ tặng nụ hôn đầu tiên cho người đó. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt Trương Tiểu Ninh đỏ bừng. Và khi thấy cô ta như thế này, trong phòng truyền hình, quà tặng đầy trời. Nhân viên lúc này nhìn chằm chằm vào tôi và thở dài. Thưa ngài, ngài có bao nhiêu chiếc na xét rồi? Ta nghe vậy trong nháy mắt không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, mà là trực tiếp biểu thị một cái cũng không có lúc này nhân viên công tác cũng bừng tỉnh như lúc ban đầu vậy thì có lẽ anh không thể mua được chiếc xe của chúng tôi quy định của hội trợ lần này là nếu khách hàng muốn mua chiếc xe này cần phải có ba chiếc xe nasset của công ty chúng tôi tôi đã suy nghĩ khi nghe điều đó đây đúng là một chuyện phiền phức ngay sau đó tôi chỉ vào ba chiếc nasset bên cạnh nói ta sẽ mua ba chiếc bên này chẳng phải như vậy là đủ rồi sao lời này vừa nói ra hai thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên một người là nhân viên của gian hàng này một đạo khác chính là Trương Tiểu Ninh. Người trong phòng truyền hình tự nhiên cũng nghe được những lời này. Những chiếc xe Nasec rẻ nhất ở đây phải hơn 10 triệu đô, người này là ai mà một hơi lại muốn bốn chiếc xe. Ngay cả khi ông ta là một ông trùm già, lão nương cũng nguyện ý gả cho hắn. Lúc này tôi trực tiếp rút thẻ vàng đen của ngân hàng ra. "Trước tiên hãy làm thủ tục 3 chiếc xe này đi, rồi làm lại chiếc Koenigsegg." Nhân viên nhận thẻ của tôi và nhìn, kinh ngạc, đó là thẻ vàng đen của ngân hàng trong đó có ít nhất cũng 100 triệu đô mới có thể làm được thẻ này, xem ra người này tuyệt đối là một đại lão. Thấy cô ta đứng sững tại chỗ, ta trực tiếp thúc giục, tôi còn phải đi chỗ khác nữa, làm nhanh lên, nhanh lên tôi còn đang vội, hôm nay còn có 200 triệu trong hệ thống chưa lấy. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, một người phụ nữ cầm gậy tự sướng đi tới. Thấy cô ta lúc cúi đầu mặt đỏ bừng, tôi đã hỏi cô muốn làm gì?